Hello, xin chào các bạn. Và như vậy là năm 2023 của chúng ta đã kết thúc. Và thời điểm mà mình đang video này là 12 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và đúng với tiêu đề bài đăng trước của mình, đó là 2 năm ra một video đấy. What the hell? Được thôi, thì mai mình vẫn rảnh để làm video. Bởi vì ngày mai là thứ hai thì mình cũng rảnh hết rồi. Và nhà trường thì cũng cho mình nghỉ một ngày tiết dương. Và mình hoàn toàn có thể làm thêm được một video nữa. Còn bây giờ vào chủ đề chính của chúng ta thì đây sẽ là tưởng tướng của vị tướng Leon. Mình định làm lại vị tướng này, bởi vì trước mình có làm rồi. Tuy nhiên thì cũng đã được một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Trong khoảng thời gian đó thì Leon cũng không thay đổi quá là nhiều. Máu thì được bút thêm từ 3.200 đến 3.400. Có thêm một cái phụ kiện thần thoại và Hyper Gem. Cũng không gọi là những thay đổi gọi là quá là lớn. Nên mình sẽ tóm tắt lại nhanh qua bộ chiêu thức của Leon. Đầu tiên chính là đòn đánh thường, là phi đao xoáy. Thì Leon sẽ ném ra là 4 cái phi tiêu, sẽ sát thương theo hình vòng cung, và khoảng cách càng xa thì sát thương sẽ càng giảm. Và tuyệt chiêu thì là bom khói, giúp cho Leon có khả năng tàng hình trong vòng 6 giây. Như vậy là bộ chiêu thức của Leon là theo phong cách là sát thủ tàng hình. Đi kèm với đó là sẽ có thêm hai phong cách chơi, sẽ chia ra thành hai cái tabler của Leon, đó là cái khả năng tàng hình được tăng tốc chạy, hoặc là hồi một lượng máu mỗi giây khi tàng hình. Còn về phụ kiện thì tùy vào trận đấu, tùy thuộc trận đấu và map. Khi mà khả năng phân tân có thể giúp cho anh em chết được bụi. Còn phụ kiện tạo một vùng tàng hình thì sẽ thiên về khả năng hỗ trợ cho đồng đội hơn. Còn với Hyper Gem thì cũng như những vị tướng khác, giúp cho Leon 20% tốc độ và 25% đam và khả năng miễn thương. Cộng thêm nữa đó là khi sử dụng tàng hình trong trạng thái Hyper Gem thì khi bạn sử dụng đánh thường sẽ không bị mất trạng thái tàng hình. Đó xong rồi, đó là toàn bộ những chiêu thức của Leon, chỉ thế thôi. What? Đó toàn bộ là những cái phần mà tôi định nói. Nếu như video tưởng tượng của tôi không chèn meme vào, nhưng mà nếu thực sự tôi không chèn meme vào thì đúng là video của tôi nó nhạt như nước ốc thật. Bởi vì đơn giản là nhà phát hành đã tạo ra đơn giao diện tướng, và bộ kỹ năng của hết các vị tướng đều rất khá là dễ hiểu, và bạn chỉ cần đọc qua là có thể nhớ được rồi. Và đôi khi là tôi cũng cảm thấy là video nó cũng hơi thừa thật. Kể cả là những cái chỉ số của những các nhân vật tướng trong game cũng đều được là Supercell làm tròn. Toàn đa phần đều là 10%, 15% và 20%. Các chỉ số máu thì cũng đều làm tròn hết, nên là việc người chơi mới tiếp cận game có thể đọc được combo của game và có thể căn được lượng máu và lượng sát thương cũng rất là đơn giản. Thế nên là mình nghĩ là có những vị tướng mà mình cũng không cần phải làm điểm tướng, ví dụ như con Zeki này, mình có khi đọc qua đúng một lần thôi và mình thuộc hết tất cả bộ chiêu thức luôn mà, và dễ dàng xây dựng được lối chơi cho vị tướng đó. Rồi, có vẻ như hơi lạc đề. Quay trở lại với chủ đề của vị tướng Leon thì cái việc là được Supercell cho thêm cái trang bị thần thoại, đi kèm với đó là Hyper Gem. Thì combo phổ biến hiện tại của Leon đó là khả năng từ cái Stabler hồi máu và thêm cái từ cái sức mạnh sao thần thoại thì nó sẽ giúp cho Leon thêm 2 giây tàng hình nữa. Như vậy là tổng cộng anh em sẽ có tổng khoảng là 8 giây tàng hình. Kết hợp với cái sức mạnh sao hồi máu thì anh em có thể hồi được một lượng máu khá là lớn, thường là được sử dụng nhiều trong chế độ sinh tồn. Tuy nhiên thì còn cái phong cách còn lại đó là sử dụng sức mạnh sao tăng tốc chạy, nó cũng không phải là phế. Và cũng thấy nhiều người sử dụng dùng, ví dụ như mình này, mình thường sử dụng sức mạnh sau đó trong chế độ bóng, bởi vì cái khả năng tàng hình rất tốt khi mà tăng cái tốc chạy để có thể đôi khi dẫn bóng và làm trở thành một tướng sát thủ để có thể áp sát kẻ địch và giết mấy con tướng máu giấy. Tuy nhiên thì việc Hyper Gem cũng đã buff thêm được 20% tốc chạy rồi, nên là việc người chơi sử dụng hồi máu nhiều hơn vẫn là phổ biến. Và còn hiệu quả như nào thì bây giờ mình sẽ vào ra nhỉ test. Trước khi muốn vào video thì mình cũng muốn nói một điều. Đó là sắp năm 2024 thì có lẽ là mình sẽ thay đổi content một chút để có thể ra được nhiều video khác hơn là chỉ làm nguyên về điểm tướng của những cái vị tướng trong 15 phút tác. Và mình đang thiên hướng là làm về meme nhiều hơn. Tuy nhiên thì việc làm về một video meme thì cũng mất khá là nhiều thời gian này. Khoảng nếu như mà làm một video hoàn chỉnh cũng phải mất đến khoảng 2-3 ngày. Hơn là mình ngồi mình bình luận thì chắc cũng chỉ mất đến khoảng một buổi hoặc là một buổi tối thôi. Và hiện tại thì mình vẫn đang thiên hướng về làm về bình luận, bởi vì nó vừa nhanh mà mình cũng bận giúp mình đốt tốn hơn nhiều thời gian, bởi vì mình cũng bận khá là nhiều việc. Thêm nữa là việc mình làm video này mình cũng chả kiếm được tiền á, thế nên là đôi lúc mình cũng lười không muốn làm. Không phải là việc mình không muốn làm video mà là mình dành quá nhiều thời gian để mình đi làm thêm, bởi vì đó là khoản thu nhập duy nhất của mình. Mình cũng vừa được bật kiếm tiền từ YouTube, tuy nhiên thì cũng vứt sói thôi, toàn 7-8 ngày mới đăng một video. Và đôi khi làm video thì mình còn không chỉnh chu chỉnh sửa cơ, chỉ có gọi là làm qua loa cho có thôi. Thế nên là cũng nhân dịp mình sang năm 2024, mình muốn thay đổi một chút về việc làm YouTube của mình, đó là hướng đến một chút về khán giả nước ngoài. Tuy nhiên thì không phải là mình sẽ bỏ tiếng Việt, mình sẽ vẫn nói vào lồng tiếng Việt. Và đôi lúc thì mình sẽ chèn một số cái video không có lời, ví dụ như là những cái video mà mình edit á. Và hiện tại thì mình cũng đang là cộng tác viên của một câu lạc bộ của cái trường đại học công nghiệp này, thì nó cũng hướng dẫn cho mình quay và dựng này. Và đôi khi là mình định né luôn sang cả làm anime cơ.
Bởi vì mình thấy anime về 15 Start cũng khá là được nhiều người xem, đặc biệt là một số các bạn nước ngoài. Không biết là tôi có thể học được và làm được những video như thế không? Tuy nhiên thì đây cũng có thể là một khả năng. Và mình sẽ cũng tiếp tục làm về những video về tôi điểm tướng, cũng như là đọc bình luận của một số các bạn và xem một số content gợi ý. Và mình cũng đang định hướng xem là một là những content mới lạ cho kênh. Nó cũng giống như kiểu là mình từng làm video đánh giá tài bộ trang phục siêu hiếm. Cũng rất mong là nhận được sự góp ý từ mọi người thôi. Thì mình thì toàn làm video theo yêu cầu của mọi người mà. Mọi người yêu cầu mình làm con gì thì mình cũng cố gắng nâng mắc, sau đó thì đánh và đăng làm video thôi. Và mình chắc chắn là sẽ đọc hết những cái bình luận và góp ý của anh em. Mình sẽ không bỏ sót. Mặc dù tiêu đề video này mình ghi là tên tướng của Liên, tuy nhiên thì mục tiêu nó hơi lạc hướng một chút. Và mình nghĩ thì cũng nên kết thúc video tại đây. Hy vọng là sang năm mới các bạn mạnh khỏe hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Còn mình thì cũng chỉ mong năm 2024 thì kênh của mình sẽ phát triển hơn và làm ra được nhiều video ý nghĩa hơn. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong cái video này. Còn về phần video thì chắc để sang năm mình làm nốt.